Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái bột để vệ sinh lò hoặc là lò nướng hoặc là bếp, vệ sinh cái bề mặt này ạ. Với cái bột này chúng ta sẽ làm vệ sinh cái bề mặt này như mới. Và đây là cái hóa chất không độc hại nên các bạn yên tâm khi sử dụng. Sản phẩm này cũng được khá nhiều giải thưởng và là của hãng nổi tiếng là hãng Astonic của Anh. Và đây cũng sản xuất tại Anh luôn ạ. Được nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trọng lượng của cái hộp này là 250g. Đây các bạn xem thông số của nhà sản xuất ở đây, Astonic. Có hạn dùng in trên này luôn, ví dụ đây hạn dùng là khoảng 4 năm. Đóng gói chúng ta sẽ có tặng kèm một cái gì đấy ạ. Kèm một cái miếng này, miếng để các bạn lau. Có hai mặt, một mặt thô và một lau mềm hơn. Và đây là cái bột của chúng ta. Đây dạng bột nhưng mà đã được cô đặc rồi, các bạn sẽ cho cái này lên bề mặt để cho vệ sinh cái bếp và cái bề mặt của lò nướng rất là sạch. Không độc hại. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái bột làm sạch lò nướng hoặc là bếp của Astonic, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.